Xin chào các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lại Blogs Root. Nhưng mà ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi vào một cái vị trí bí mật mà có thể nhiều bạn chưa có biết cách vào cái này. Có thể nhiều bạn có thể vào chỗ này rồi nhưng mà nhiều khi các bạn vẫn chưa biết cái cách vào thật sự của nó là cái gì. Thì ok, ở video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để có thể vào được cái vị trí bí mật đó. Trước khi bắt đầu video, các bạn hãy cho mình một like và một sub để coi như là các bạn giúp cái kênh mình nó hồi sinh trở lại nha. Chứ kênh mình nó sau 3 tháng mình trở lại thì nó dead lắm rồi các bạn. Cảm ơn. Bắt đầu video nào. Thì đầu tiên á, đó chính là một cái chỗ mà có thể là anh em đây bên đây ha anh em. Thì ở đây có một cái vị trí gì đó đây, ở bên cái chỗ castle này ha. Rồi thì anh em vô trong đây á là anh em teleport ra trên đây ha. Anh em xài soru hay là tele bằng đo cũng được. Sử dụng, mình khuyến khích anh em á lên sử dụng cái chiêu F của đo ha, tele này. Đấy sẽ rất là dễ. Thì việc anh em đi xuống lại, anh em có thể cho bạn bè anh em vô bằng cái cổng tele á. Anh em tele, nhưng mà hình như trong này không tele được anh em à. Nhưng mà có một cách tele á, đó chính là kiểu như là anh em đợi người bạn anh em á ở ngoài cái chỗ mà tele ngay chỗ castle á. Anh em ở trên đây này nha. Anh em bấm chữ pháo đài biển cái nè. Cái xong người bạn anh em nhảy vô là nó sẽ vô trong cái chỗ vị trí này ha. Đấy. Nó là một cái mẹo để cho bạn bè anh em vô. Đấy, trong đây anh em có thể là chơi trốn tìm này cũng được. Đấy. Thì đây là một vị trí bí mật đầu tiên anh em. Ok, đến với vị trí bí mật thứ hai. Thì ở cái hòn đảo Turtle Island luôn. Thì nhiều khi các bạn cũng có thể biết rồi, nhưng mà cách vào các bạn có thể chưa biết ha. Thì đây thì đầu tiên là các bạn hãy tìm cái gốc cây này cho mình ha. Đối diện gốc cây là có một cái tảng đá kế bên cái dinh thự. Cái gì vậy man? Ui, tính là lâu rồi mình chưa có bi lại cho nên bây giờ mình ngáo rồi anh em ơi. Mình bỏ game này cũng khoảng 3 tháng rồi sao á. Mình bỏ bi mấy tháng rồi đó, cho nên bây giờ có lẽ là trình bi mình nó gài trở lại rồi. Ui dồi lát á, mới vô gặp thanh niên chơi ghê chứ. Ui dồi, mới đâu rồi mới chơi lại. Ui run kìa, run kìa. A cho run. Ui dồi à, lát quá anh em. À, không combo được luôn anh em ơi. Trời ơi, lâu rồi không chơi không. Tại combo này mình thường xài dưới đất á. Trời ơi, lát. Úi dồi. Má thanh niên sống dài như đĩa luôn. Á, à, run kìa. Đó, run. Game chưa run kìa. Nhục dễ. Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ quay trở lại ha. Rồi thì anh em đi vô cái hướng này giúp, thì em sẽ có một cái tảng đá đây, anh em nhớ bật cái ship lock giúp mình và anh em chỉ con chuột như thế này ha. Chỉ như thế này anh em sẽ thấy một cái phần gì đó đúng không, phần gì đó phía dưới đây. Anh em đi xuống cái cục đá này cho mình, cái cục cỏ vậy nè, anh em chỉ xuống một tí xíu thôi và anh em ấn soru hoặc là tele cũng được. Mình thì soru cho nhanh đi ha. Đấy, anh em thà chỉ ép đo cũng được ha. Thì anh em sẽ xuống dưới được cái chỗ bí mật này ha. Này, cái chỗ bí ẩn này nhiều có vẻ là nhiều anh em cũng hay biết rồi. Có thể là trong lúc anh em PvP á, anh em sẽ bị tụt xuống dưới đây. Nhưng mà nhiều khi anh em gọi là anh em cố tình đi xuống dưới đây thì anh em nhiều khi anh em chưa biết cái mẹo này. Đấy, nhưng mà cái việc mà anh em xuống đây có thể là nhiều anh em cũng thể đây, xuống đây vài lần rồi. Tại do là lỗi PvP thôi. Thì ở đây nó sẽ có một cái chỗ gọi là Avocan đó anh em. Để đi Avocan Food á. Thì ở đây thì nó sẽ cho anh em cái chỗ Avocan. Thì chỗ này hơi bị khó vô một tí xíu, tại vì nó không có một cái chỗ nào để cho mình gọi là đứng á, cho mình vô đây, cho nên việc anh em vô đây cũng hơi khó tí xíu ha. Đấy thì đây chính là cái chỗ Avocan ha anh em. Anh em có thể vô đây và anh em cũng gọi là không có cần key luôn, chứ lại được không nói chuyện được. Nghe tự nhiên giờ thức tỉnh được cái đo là hơi đẳng cấp luôn anh em. Đấy, anh em ra ngoài thì dễ nhưng mà điều này thì hơi khó tí xíu ha. Đó. Anh em vô hướng này cũng được, không nhất thiết là hướng kia đâu đó. Anh em canh chuẩn vô nha, chứ không là hơi khó vô mới ra đó. Rồi, thì ở chỗ này nó gọi là một cái chỗ nó khá là rộng anh em à. Kiểu như là anh em đang BB á, mà anh em xuống ở đây trốn được nè. Anh em BB xong anh em xuống ở đây trốn đấy. Nhiều khi đối thủ không biết vị trí á, cái xong là cây liền ấy xài. À, cây chứ nãy đang làm video với thằng nãy nó vô nó cắn lén phát, trời hét hẹ hồn luôn. Nhưng mà cắn lén xong nó lên. Nhưng mà do là lâu mình không BB mới lại cái xe bò lại lát quá, cho nên
mình không combo giết được nó được, chứ không mà nó này nên nó chết với mình nữa, nó lâu rồi không chơi. Thôi thì nói chung video mình nó chỉ có vậy thôi anh em. Ok, các bạn hãy cho mình một like ủng hộ, một sub nha anh em, để kênh mình nó hồi sinh. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.